vừa ra tù Tác giả PH Nguyễn Thấm thoát mà đã 5 năm 6 tháng 18 ngày sống trong lao tù Cộng sản Được che đậy dưới danh từ học tập cải tạo Ngày bước chân ra khỏi trại Trong lòng rất hoang mang tự hỏi Rồi đời mình sẽ đi về đâu? hay bước vào ngõ nào của cuộc đời đau thương uất hận cầm tờ giấy ra trại có ghi rõ về phải trình diện công an thành phố và công an phường mỗi tuần. Trong vòng 2 năm quản chế trước khi được cứu xét trả quyền công dân. Tôi cùng với hai người bạn tù ra trại cùng ngày, đi bộ băng rừng qua những cánh đồng cỏ sình lầy lội mang tên Căn cứ Hố Bò của Liên đoàn 81 biệt kích dù ngày trước chúng tôi bằng những con đường mòn dấu tích của những sắc dân sống lâu trong vùng bảy cây số mới tới khu vực kinh tế mới do dân tứ phương tới lập nghiệp cảm xúc gây ấn tượng không bao giờ quên trong đời qua những câu hỏi bộc phát chân tình từ đáy lòng của các ông bà già các cô gái và em nhỏ nhìn hình hài chúng tôi cùng đối xử với chúng tôi quá tử tế với vài củ khoai mì ít cục đường thẻ vài chén rượu cần vì không đủ giờ nấu cho chúng tôi một bữa cơm sau ít phút tâm sự đời cải tạo thì chúng tôi được dân chúng quanh đó chỉ ra xe đò với lời dặn dò với bác tài ba anh đây là dân cải tạo thế là chúng tôi được đi chùa khỏi trả tiền vé mà còn được dân chúng đi cùng xe cho thêm tí tiền còm lót đường mãi gần xế chiều mới về đến bến xe chúng tôi phải chia tay nhau anh thì đi về sắp trăng anh thì về vùng kinh tế mới với gia đình tại trảng bàng còn tôi về sài gòn mới ngày nào đây sài gòn thân yêu của tôi đã biến thành xa lạ tôi như thằng máng thằng mường cứ đứng ngơ ra mà không biết làm gì không biết tìm đâu ra xe về cư xá cũ nên đành phải lội bộ về nhà. Cha mẹ anh em gặp lại sau thời gian xa cách, mừng mừng tuổi tuổi. Nói được dăm ba câu, thì gia đình chả hiểu sao. Đám cán bộ nón cối vàng đã biết và đến chúc mừng đoàn tụ. Mỉa mai thay, chúng ra về còn không quên nhắn lại với tôi. Sáng sớm mai anh H nhớ lên phường trình diện cho biết anh mới về nhé trong thời gian tôi bị tù cải tạo ở nhà cũng đã mấy lần lo bãi để cho gia đình người anh lớn tôi tìm đường vượt biên mà không thành nay tôi về cha tôi mừng lắm nói như muốn khóc các con không thể sống nổi ở nhà đâu và chúng cũng không để cho các con sống yên thân đâu chỉ có cách là đi ra khỏi nước cha mẹ già rồi không muốn xa tổ tiên ông bà, quê cha đất tổ, ở lại còn chịu đựng được. Bần cùng quá thì cha mẹ về quê sinh sống, các con cứ yên tâm mà đi. Tôi vừa ra tù được một ngày thì ngày hôm sau tôi lại vượt biên. Em trai kế của tôi đang đi huấn luyện nghĩa vụ quân sự ở Tây Ninh. Sáng sớm hôm đó, tôi xâm mình không lên phường trình diện mà đón xe đò từ sài gòn lên tây ninh cũng gần xế trưa tôi xin phép vào thăm và tiếp tế bồi dưỡng cho thằng em tôi khi gặp nhau tôi bèn nói ý định là em tôi phải tìm trốn trại quân sự để về ngay sài gòn cho kịp chuyến đi vào buổi tối nó đồng ý đem quà bồi dưỡng chia cho bạn bè quen thuộc và nói vọng vào là nói ra ngoài chơi với người anh chút trở về. Tôi nói với nó là phải mặc quần áo lính để đi càng dễ vì ít bị hỏi giấy. Khoảng 15 phút sau là anh em chúng tôi ra khỏi trại, nhảy lên xe đò về ngay Sài Gòn. Về đến nhà chỉ kịp chào hỏi ba má tôi là có người đưa ra điểm hẹn, không mang theo gì cả, sợ bị bể. Những đồ lặt vặt cho chuyến đi thì đã có người tổ chức nhận chuyến đi trước. Khoảng 8 giờ tối, hai anh em chúng tôi được chở vài vòng loanh quanh bên cầu Khánh Hội để không cho ai biết và được ghé uống ly nước mía ngồi trong chờ taxi. Giờ đã đến, tôi thấy một ghe nhỏ chở đầy lu, khạp lớn nhỏ đủ cỡ. Leo lên ghe, anh em tôi bị nhét vào trong hai cái lu lớn, đầy nắp lại để ra ngõ cần giờ đóng cá lớn. Mãi đến chiều hôm sau, chúng tôi mới đến và mới được ngó đầu ra ngoài hóng tí gió, ngắm trời trăng mây nước. Chờ chập tối, chúng tôi cùng hai cha con chủ ghe lặng lẽ thả những lu khạp xuống dòng sông và lặng vớt lên những căn dầu dưới góc mấy cây bần gần đó theo chương trình thì ghe chúng tôi đến điểm hẹn ở Cần Giờ. Đợi thêm một số ghe taxi đưa người tới, rồi cùng nhau ra cá lớn. Đợi khoảng 2 giờ đồng hồ, mới thấy hai ghe taxi chở vài gia đình thân quen. Với gia đình người anh của tôi gồm hai vợ chồng và đứa con gái mới 3 tháng tới. Nhưng trong lúc vận chuyển người qua thuyền của chúng tôi, trời tối đen như mực không ai thấy ai là ai cả. Nên ông chủ ghe lấy bó nhang đốt khấn vái, tám hướng mười phương vừa làm ám hiệu cho những chiếc taxi sắp đến. Trời xuôi đất khiến, ngay lúc đó ngọn hải đăng quét một lần ánh sáng, thấy ghe chúng tôi. Chúng bắn báo động cho bọn duyên phòng, nên chúng tôi phải cho ghe lủi vào bụi cây bần ẩn nấp. Một ít đợt sóng lớn đánh vào mạng thuyền tràn vào thuyền làm cho số nước dự trữ dưới khoang thuyền hết dùng được Họa vô đơn chí khi cho ghe lủi vào các bụi bần thì chân vịt vướng ngay vào lưới đóng đăng của dân chài hai ba người chúng tôi phải thay phiên nhau lặn xuống mò mẫm gỡ mãi gần hai tiếng đồng hồ nữa mới ra khỏi biết mình bị động nên tôi cùng chủ ghe bàn là nên tiếp tục hay trở về Đối với hai anh em tôi thì không thể về được, vì bị bắt một cái là chúng tôi sẽ bị xử bắn hay bị hành hạ đánh chết trong tù. Sau khi kiểm lại số người trên ghe thì được biết, trên ghe có 37 mạng người, gồm 12 người đàn ông con trai, còn lại 15 đàn bà con gái và 10 đứa trẻ. Giờ đây với cái ghe bầu rộng hơn một thước, dài 6 thước mang 37 con người đồng quyết định là mạo hiểm ra khơi đi tìm tự do. Dù có bỏ mạng trong lòng biển cả, cũng cam phần. Khi đã quyết định rồi, chúng tôi lại gặp thêm trở ngại là thấy từ đằng xa tàu duyên phòng của Việt Cộng nằm chình ình để chặn cửa biển. Ghe chúng tôi phải đi sát vào mé bờ, chui vào các bụi cây có lá um tùm che khuất để tránh né công an biên phòng. Khoảng hơn 12 giờ khuya, chúng tôi thấy hết ánh đèn tàu công an và nhờ có dòng nước mạnh chảy ra biển nên tắt máy thuyền cho trôi theo dòng nước êm ru ra cửa biển. Vì trời tối không trăng sao nên chúng tôi ra khỏi vùng kiểm soát và cho máy chạy cứ thế mà trực chỉ ra hải phận quốc tế. Trời hừng rạng đông sáng hôm sau chúng tôi đã ra tới Hải phận quốc tế trên là trời và dưới là nước biển trong xanh lúc đó tôi mới kinh hoàng biết mạng bè thuyền của mình với mặt biển không đầy gan tay kiểm điểm chúng tôi còn nhiều căng dầu nhưng chỉ có hai can nước uống một thùng phi nhỏ chứa nước sông để giữ thăng bằng cộng với ít nước đã bị pha với nước biển dưới đáy thuyền còn về thực phẩm chúng tôi còn gần một chục đòn bánh tét ít lon sữa cho con nít và một thùng mì khô hy vọng sẽ giúp chúng tôi qua cuộc vượt biên chúng tôi bàn nhau là mỗi người chỉ ăn ít khoai bánh tét và uống một nắp can nhỏ nước vào buổi trưa và buổi tối qua ngày hôm sau chúng tôi nhìn xa xa thấy thương thuyền ngoại quốc đi về hướng mà tàu chúng tôi đang đi nên tôi và anh lái tàu bèn lấy ít quần áo giày dép đốt lửa lên và dùng nón lá chập chập lên lửa làm làn khói ra dấu hiệu sos cho họ nhận diện nhưng rồi thất vọng chúng tôi lại tiếp tục đi thì đến gần chiều lại thấy một thương thuyền khác đang tiến về phía chúng tôi lần này lấy kinh nghiệm hơn là cho hết đàn bà con nít đứng giơ tay cùng hét to để cho họ đến cứu. Nhưng rồi lại thất vọng không có một ma nào đến cứu. Chúng tôi đành tự nhủ rằng chắc họ sợ rước người ngoài biển khơi. Vì được biết tàu nước nào vớt thì phải mang về nước ấy lo. Tự an ủi chính mình và tiếp tục cuộc hành trình đầy gian truân. Chúng tôi lại tiếp tục đi theo hướng đã định sẵn. Qua hai ngày đầu trời nóng như thiêu đốt Chúng tôi phải chăn một tấm bạc để che nắng, và đàn ông thì cởi hết quần áo ngoài, chỉ mặc vỏn vẹn có cái quần xà lõn thôi. Đến đêm xuống thì lạnh thấu da. Hôm sau sang ngày thứ ba thì chúng tôi bị trận mưa giông gió lớn, làm mọi người ướt như chuột lột. Nhưng cũng thấy thoải mái đôi chút vì nắng cháy mấy ngày qua. Tuy nhiên vì nước mưa vào nhiều nên đồ ăn của chúng tôi bị ướt hết. Rồi lại phải cắt mấy thùng đựng dầu ra để làm gầu mà tát nước ra liên tục, sợ thuyền bị chìm. Vì sức nặng của 37 con người đã làm thuyền mấp mí với mặt nước biển. May mắn là mặt biển chiều hôm đó phẳng lặng. Nhìn xa xa tích chân trời vẫn thấy có thương thuyền chạy. Mỗi ngày như vậy vì sức nóng quá xá của mặt trời làm con nít khóc và kêu la. Chúng tôi dành nước uống và thức ăn cho chúng. Người lớn chỉ được một nắp bình nhỏ nước buổi trưa thôi. Thế mà hai can nước uống đã cạn. Đành phải mở thùng phi nước sông ra dùng để pha sữa cho con nít. Nước sông đã thiếu vệ sinh, lại thêm rỉ sắt nên con nít bị đau bụng và tiêu chảy. Qua đến ngày thứ năm thì bà con trên tàu ai ai cũng mệt mỏi, nằm la liệt. Mà chân trời vẫn xa tích mù khơi, chưa thấy bóng dáng chấm lạ nào cả. Làm người nào người nấy đều thất vọng. Tuy nhiên mấy thuyền của chúng tôi vẫn lướt trên mặt biển phẳng lặng. Chúng tôi vẫn tiếp tục cho con thuyền định mệnh chạy theo hướng đã theo đuổi. Đến khoảng 3 giờ chiều thì tôi và anh lái thuyền cùng mệt mỏi. Nên tôi bảo anh L nằm ngã lưng hay chập mắt, chứ để cả hai cùng quỵ xuống thì sẽ kéo theo bao nhiêu mạng trên ghe. Tôi vừa nói xong thì anh ta buông mình ngã xuống kế bên tôi bất động vì quá mệt nhọc. Còn lại mình tôi chèo chóng đưa con thuyền đi. Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi một mình mà tay thì cố kèm bánh lái. Nhưng hai bên mắt của tôi đã cay nhèm, sụp lên sụp xuống, không biết bao lần. Tôi luôn thầm cầu nguyện ơn trên xin một tia hy vọng. Còn bằng không thì cất tất cả đi cho sớm. cho mọi người đều đã quá thất vọng và hết chịu nổi được rồi. Biển thì bao la, và con thuyền của chúng tôi như một hạt cát nhỏ trên đại dương. Tôi cố gắng một mình chịu trận. Thì đến khoảng 8 giờ tối thì tôi thấy một ánh lửa hừng lên cuối chân trời. Tôi hét lớn lên. Có tia hy vọng rồi bà con ơi. Tôi lặp lại hai ba lần như thế, làm mọi người bật dậy, hò hét lung tung. Người thì giơ tay nhảy mừng, người thì bật lên tiếng khóc. Đó là tiếng khóc chào đời lần thứ hai cho những người quá tuyệt vọng, lên đên trên biển cả. Anh L thay tôi cầm tay lái và cho thuyền đổi hướng, lấy ánh ửng hồng làm chuẩn và cho mấy thuyền chạy nhanh hơn. Tôi ngồi trên mũi ghe, lấy thang gạch vẽ định hướng làm dấu. Tôi vẫn thấy chậm vì thuyền không xuôi theo dòng biển mà lại ngược sóng gió và rất nguy hiểm vì có thể thuyền bị úp như chơi. Tôi bèn đề nghị với anh L là nên theo hướng cũ và chỉ nương theo điểm ánh ửng hồng thôi. Ấy vậy mà chúng tôi lái suốt đêm cho đến sáng ngày hôm sau mới biết mục tiêu ánh hồng đó là dàn khoan dầu. Nhiều người bàn cãi. Thôi mình lủi đại vô đi. Nó không cứu vớt mình thì cũng cho thực phẩm rồi mình ra đi tiếp. Người khác cho ý kiến biết của ai phải thằng nga sô hay trung cộng thì bị dẫn độ về thì sao thà chết ở đây còn sướng hơn tôi bèn bàn với anh l là mình không nên đến giàn khoan vì không biết thuộc nước nào vả lại muốn đến chỗ nó cũng ít nhất mất khoảng một ngày nữa sau khi kiểm soát lại số lượng dầu chúng tôi quyết định vẫn tiếp tục đi thế nào cũng gặp Nam Dương hay Mã Lai trong hai ba ngày nữa. Mình đã cưỡi trên lưng cọp thì không thể xuống được nữa. Phải liều thôi. Khoảng đến trưa ngày thứ sáu thì trời bỗng nhiên xám xịt. Mây đen che kín rồi gió thổi mạnh, làm thuyền chúng tôi trồng trành. Ai nấy trên ghe đều kinh hãi vì sợ nước biển tràn vào ghe. Thế là chúng tôi chuẩn bị tìm bất cứ vật gì để chuẩn bị tắt nước. Sau đó khoảng 2 tiếng đồng hồ sau thì mưa giông. Cuồng phong bão tố nổi lên làm thuyền nhồi lên nhồi xuống. Lúc đưa lên cao vút theo sóng cuồn cuộn, rồi lại vụt chuối xuống sâu dưới biển. Sóng biển tràn vào. Chúng tôi thay nhau, cả đàn bà con gái ráng sức múc nước đổ ra ngoài sức người có hạn, nhiều người đã kêu la thảm thiết, người thì kiệt sức ngất xỉu đi, người nào người nấy đều cầu kinh cầu chúa Phật thượng đế để xin cứu giúp. đúng lúc mà mọi người đã kể như đã tuyệt vọng, thì có một đàn cá ông từ đâu nổi lên, nhào lượng quanh thuyền chúng tôi một lúc, và tự nhiên thuyền chúng tôi chạy nhanh lên nhìn xuống biển chúng tôi thấy thuyền cao lên được khoảng một sải tây không còn mấp mí mặt biển nữa thì như một phép lạ có hai con cá lớn đã kèm hai bên thuyền chúng tôi mà đưa đi chạy theo một đàn cá dẫn đầu khoảng hai tiếng đồng hồ sau thì chúng tôi thoát khỏi cơn bão mặt biển lại phẳng lặng trở lại mọi người đều cùng nhau cầu kinh cảm tạ ơn trên đã cho tay qua nàng khỏi. Chúng tôi đi thêm một khúc nữa thì lại thấy một đàn cá heo nhào lượn tung mình, vẫy đuôi theo chúng quanh thuyền chúng tôi, làm mọi người từ lớn tới bé đều chăm chú nhìn theo đến khi đàn cá mất hút. thì ngay lúc đó xa xa chúng tôi thấy một chấm đen. Chúng tôi cho thuyền hướng về phía đó và dần dần chúng tôi thấy một hòn đảo nhỏ hiện ra ai nấy đều cảm thấy khỏe vì có hy vọng sống sót chúng tôi cho thuyền từ từ hướng vào bờ thì mới đầu không nghe tiếng động nào cả làm mọi người đâm lo không biết đảo hoang lành hay dữ và cũng sợ đá ngầm là gãy chân vịt nên chúng tôi cho thuyền đậu bên ngoài tôi và một người nữa bơi vào bờ thì gặp một vài thổ dân trong mặt dữ dằn nói hỏi mà chẳng ai hiểu ai. Chúng tôi dùng tay chân ra hiệu, thì một tên trong bọn chúng chỉ về phía hướng Tây và hắn lại chỉ vào đồng hồ của tôi và nhẫn vàng của người bạn tôi và chỉ vào người hắn. Khi chúng tôi trao cho hắn cái đồng hồ và cái nhẫn, thì hắn bơi ra nhảy lên thuyền chúng tôi và chỉ chúng tôi đến một đảo khác xa cách 30 phút. Đến nơi thì chúng tôi được cảnh sát Nam Dương cho biết đấy là đảo Cucu. Lên đảo Cucu, chúng tôi nhận thấy có khoảng vài chục người Việt Nam tị nạn đang ở đó ra chào đón chúng tôi. Sau đó là thủ tục khai báo với nhân viên chính quyền Nam Dương, rồi họ cho chúng tôi vào những căn nhà do các người đi trước tạo dựng lên sơ sài nhưng còn tạm ở được mỗi gia đình được phát cho ít đồ như mùng mền cá hộp mì gói bánh mì ổ thế là chúng tôi có chỗ ăn ngủ và dưỡng sức qua hôm sau có phái đoàn icm kêu lên phỏng vấn làm thủ tục khai báo và cho biết chúng tôi ở tạm nơi đây chờ có tàu lớn chuyên đi vòng biển đông vớt các người ngoài biển khơi vào ghé đảo đưa tất cả người tị nạn sống nơi đây về đảo tị nạn lớn là Ga Lăng. Sau đó có phái đoàn bác sĩ đến khám sức khỏe và chích ngừa. Trưa hôm đó, mọi người chúng tôi ra cầu tàu. Nhìn lại con thuyền thân thương đã cùng chúng tôi chịu bao nhiêu sóng gió trôi giạt lên đên trên biển cả, mất 7 ngày 8 đêm. Ai nấy đều bùi ngùi cảm động thầm cảm tạ ơn trên đã gìn giữ, che chở, đưa đến bến bờ tự do. Nghĩ lại một cuộc hành trình quá mạo hiểm. 37 con người trên một cái ghe bầu lên đên trên biển cả trong hơn một tuần lễ, với ít bánh tét, ít gói mì khô và hai can nước uống. May nhờ đàn cá ông đến cứu giúp như một phép nhìm màu ban xuống giúp chúng tôi mỗi buổi hoàng hôn ngồi nhìn ra biển lòng hướng về quê mẹ mà thốt lên rằng mẹ việt nam ơi chúng con hãy còn đây cho đến bây giờ chúng tôi cũng không biết là chiếc cá lớn mà người ta hứa với chúng tôi có hay không nữa có thể đó chỉ là sản phẩm tưởng tượng của dân tổ chức vượt biên để mặc chúng tôi liều mình trên biển cả sống chết do trời phật đình nếu chúng tôi bỏ mạng ngoài biển Đông, thì cũng không ai về lại mà hỏi đến tâm tích cái thuyền lớn nữa. Và nếu chúng tôi thoát, thì cũng chẳng có ai đã đậm đến cái ghe lớn ấy nữa. Hay cá lớn đây chính là con tàu tình thương cứu người vượt biên trên biển Đông? PH Nguyễn